Khi mà tới hải ngoại này thì hình như năm 76 thì đã lập ra ban Thăng Long hải ngoại, phải không cô? Cô xin nói cô nói rõ thêm về ban Thăng Long hải ngoại thời điểm đó. Ban Thăng Long hải ngoại thì lúc bấy giờ đó thì chú Hoài Bắc là con chim đầu đàn của ban Thăng Long, thì chú chưa qua, chứ cô Thái Thanh cũng chưa qua. Thế này cô Thái Thanh mượn 1985 cô Thái Thanh mới qua, còn cô thì cô đi năm 75. Thì cái Thăng Long hải ngoại đó đó thì người ta cũng thích rồi, nghe nói là Thăng Long thì trong đó chỉ có mỗi mình chú Hoài Trung thôi, còn cô đó thì cô không có hát trình diễn với Thăng Long ở trên sân khấu, nhưng mà ít nhất thì cô cũng có cái dòng máu trong trong gia đình. Thế thành ra rồi thôi, lúc giờ được cô Thái Thanh chưa qua thì thôi cứ lập ban Thăng Long hải ngoại, ít nhất là có ông Hoài Trung ở đó, cũng là một cái người kỳ cựu của ban Thăng Long, là anh lớn nữa, anh lớn của ban Thăng Long. Đường xa tắp bụi bầy chim đón chờ, ngựa phi như ngựa hùng hà, cái đồng mình có tiền lệch cho ta cười ba, ngựa trên đường ngựa phi mà cho sự mà tìm sâu ra mình trong mưa dày dầu. Ngựa phi đường xa, tay lên đường cát trắng trắng xóa, tay lên đường nắng trói lo lo, cánh đồng lúa in sát chân trời mây mây xanh lam, ngựa phi ngoài xa thật mau. Lúc nguyên nàn ta yêu thương nhau, sông tiếng dòng hết sức thân đau, nhìn mây nước ta văng lưng trong nắng đau. Sao được dòng xuôi chảy lừ đừ, bầm tung gió bay đầu bay bấp bơi. Kim từ từ, từng chầm gió ngàn vù vù, bao cơn giòn cát bụi mịt mù, đường xa tắp vui bầy chim đón chờ. Ngựa phi đường xa, ngựa phi đường xa, ngựa phi đường xa, ngựa phi đường xa. Bởi vì trong cái đoạn video mà con còn giữ đó thì ban Thăng Long hải ngoại thời buổi đầu thì có hát bài Ngựa phi đường xa. Đúng. Và nhắc đến bài Ngựa phi đường xa đó thì con muốn hỏi cô là bài đó là ông Phạm Đình Chương thời trước 75 có chế hoặc là có thêm thắt gì trong bài đó Ồ, không cô? chú Hoài Bắc Phạm Đình Chương, chú rất rất là có nhiều sáng sáng kiến rất là hay, vừa viết thêm cho cái gì nhỉ, ca vũ nhạc kịch, rồi những các cái bài mà hò leo núi, hay là cháu mới nhắc thêm cái bài gì Ngựa phi đường à, xa. Ngựa phi đường xa đó đó, còn cái tiếng ngựa hí đó thì là cũng là cái sáng kiến của chú Hải Bắc luôn, cho nên chú Hải Trung mỗi lần hát tới cái bài đó mà chú lại bắt chước cái hàm răng với cái mặt của con ngựa đó, thế thành người ta thích lắm. Đúng rồi. Thế thành chó mồm và cái microphone đó, trời hí người ta thích lắm. Ngựa phi đường xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Omeli cũng là chú Hoài Trung, mà cái bài đó thì ông biểu diễn cái hơi của nó dài mà nó cao mà nó dài lắm. Nhờ lúc đến cái bài Omeli thôi thì cái phần Thăng Long thật đó thì có chú Hải Bắc qua. Chú Hải Bắc qua 1979. Thì lúc mà chú Hải Bắc qua một cái đó thì là lại lập lại văn Thăng Long Hải Ngoại. Gọi là Thăng Long Hải Ngoại nhưng mà chỉ có một mình cô thôi. Thì là cô không có hát trên sân khấu với các chú. Chứ còn các chú thì ở Sài Gòn nữa mới lại hát nhiều quá rồi. Hát Hồng Trà rồi đến Mùa Hồng nọ kia đó. Thì là toàn là Thăng Long. Xin cảm ơn quý vị. Và để tiếp tục phần hợp ca, sau đây mời quý vị nghe một bản hợp ca vui. Đó là bản Ô Mê Ly của Văn Phong. Về thôn em bé vui câu ca, chúc mừng thơ tha thiết
bên yêu quê nhà. Nắng cũng đã reo khúc ca chơi bời đã bóng phẳng nhịp nhàng đưa cái Thăng Long hải ngoại đó, đó mới đầu thì cô Thái Thành chưa có qua. Cô Thái Thành 85 mới qua Mỹ. Còn cô Quỳnh Giao, cô Kim Tước, cô Mai Hương đều là đi tháng 4 75 hết. Thế thì lúc đầu đó, thì lúc bây giờ đó lập nên Thăng Long hải ngoại thì chỉ có ông Hoài Trung, Hoài Bắc là hai người chú ruột của cô, với cô Mai Hương là ba người thôi. Đó, thì cũng đi trình diễn nhiều nơi lắm, đi mấy cái tiểu bang bên Mỹ này, thế rồi cũng có đi qua Âu Châu nữa. Thì cái lần mà đi qua, lần mà cô đi qua Âu Châu, cô trình diễn lần đầu đó, thì là do ông nhạc sĩ Hoàng Thiên Thơ tổ chức. Thì lúc bây giờ cô Quỳnh Giao với cô Kim Tước chưa có về Cali, đó thì có một mình cô với lại hai ông chú ở Cali thôi. Thì lúc bây giờ đó thì có một mình ông Hoài Trung thì qua trước năm 75, còn ông Hoài Bắc thì năm 80 mới qua, 79 mới qua. Thì cái người mà thay ông Hoài Bắc ở trong cái ban Thăng Long đó thì là ông Vũ Huyến, kịch sĩ Vũ Huyến. Thì trình diễn ở cái dạp mà Mobe mà Jimmy biết đó, Mobe ở ngay trung tâm Paris. Dạ. Thế rồi cho đến 2-3 năm sau nữa thì 1987 thì lúc giờ thì ông Hoài Bắc qua rồi, thì vẫn là cô Mai Hương và ông Hoài Trung, Hoài Bắc cộng thêm cô Quỳnh Giao, cô Kim Tước. Thì lúc bây giờ là Thăng Long trình diễn năm 87 đó thì là 5 người, thì lại đem những các cái bài của chú Hoài Bắc ra hát, ví dụ như là bài Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng, Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội, rồi Hội Trùng Dương. Đó, mà Hội Trùng Dương thì ông Hoài Trung có cái giọng tenor rất là khỏe, còn ông Hoài Bắc thì là đi bè, vừa cầm guitar vừa đi bè hát. Thì ba cô thì đứng giữa, hai ông đứng hai bên. Thì cái bài riêng, cái bài Hội Trùng Dương mà với cái formation 5 người đó thì rất là thành công. Chứ một mình cô đó, cô không nào thể nào mà cô có thể cô handle một lúc 3-4 giọng nữ được. Thì là chỉ hát những các cái bài mà Thăng Long hải ngoại ba người đó, thì chỉ có bài Ngựa Phi Đường Xa, Hò Leo Núi. Thế cho đến cái lúc mà có thêm sự cộng tác của cô Quỳnh Giao, Kim Tước nữa, thì mới, tức là năm 1987 đó, thì cái lúc đó là cái người mà trưởng phái đoàn là ông Lê Văn. Lê Văn là của đài VOA bên miền Đông đó. Đó thì ông Lê Văn, ông ấy là trưởng phái đoàn. Thì cái lần đó thì đi rất là vui mà cái thành phần rất là hùng hậu. Tại vì có ông Nghiêm Phúc Phi đàn piano, rồi có anh Hoàng Thiên Thơ violon. Đó. Rồi còn ai nữa cũng quên mất rồi, 1987 là quá lâu cô không nhớ nổi nữa. Thế nên tại vì cháu hỏi là hát chung với cô Kim Tước, Quỳnh Giao đó, thì cô nói thêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hâm bừng lên trời đời. Ba cây vườn vải lên tiếng, cùng bao nhiêu chim trong tương bừng đầy sau giấc đêm dài trên miền triền miên. Trong người thơ tươi sẽ về dần 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 tình chan chứa. Gió vi vu suối xa em như du lá vô sự dòng ngầu ngất xuôi về đâu. Bình minh xuyên qua khe núi, buồn vui theo tiên anh đây rồi. Em hơi ấm cho đời trẻ như đôi mưa, và thiên nhiên như đôi mơ. Vinh mang khắp một trời và lời đẹp tươi. Xa xa hai làng khói trong sương mai, mỏ ngào hương tre nước trong rừng thương. Khóc dòng đôi chim thơ líu lơ trao giấc mơ trong người thơ đưa xa về dần 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 tình chan chứa. Gió bi vu bi vu suối xa em như du lá vô suy dòng ngâu ngơ xuôi về đâu. Bình minh xuyên qua khe núi, buồn vui theo tia nắng tươi rồi. Đem hơi ấm cho đời trẻ như đôi mươi, và thiên nhiên như đôi mơ. Rừng xanh vươn công án thương đời, mình mang khắp mặt trời và lời đẹp tươi. Mình mang khắp mặt trời ngang.